Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị giao ban các ban xây dựng đảng và đơn vị trực thuộc tỉnh ủy về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, tăng cường trách nhiệm của tổ chức cơ sở đảng trong việc quản lý giáo dục, rèn luyện, kỷ luật, kiểm tra, giám sát cán bộ và đảng viên. 6 tháng đầu năm, các ban xây dựng đảng và đơn vị trực thuộc tỉnh ủy đã chủ động quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ chính trị và sớm cụ thể hóa nghị quyết số 12 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, tổ chức thực hiện, bảo đảm thiết thực hiệu quả. Nổi bật là tích cực chủ động tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban chấp hành, Ban thường vụ tỉnh ủy triển khai các đề án nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2023, quản lý tổ chức bộ máy biên chế của hệ thống chính trị, việc chuyển giao tổ chức đảng, đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức, tham mưu ban hành các kế hoạch thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và tiêu cực, ban hành quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, tham mưu triển khai các cuộc kiểm tra giám sát của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ tỉnh ủy. Mặt khác, thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội, theo dõi tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân, đẩy mạnh tuyên truyền quán triệt thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, các nghị quyết chỉ thị của Trung ương và của tỉnh ủy. Thống nhất với các ý kiến tại cuộc họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận nỗ lực của các ban xây dựng đảng, các đơn vị trực thuộc đã nỗ lực tích cực chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành khối lượng công việc rất lớn từ đầu năm đến nay, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là vượt bão khó khăn, kinh tế tăng trưởng ấn tượng, đứng thứ hai vùng đồng bằng sông Hồng và thứ tư cả nước, thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm về nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng đời sống nhân dân. Công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh được chú trọng, chính quyền địa phương liêm chính, hoạt động hiệu lực hiệu quả, vừa giữ vững nguyên tắc của đảng, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, kiểm soát quyền lực, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí, đồng thời quan tâm khơi dậy, phát huy sự chủ động đổi mới sáng tạo của cấp ủy tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên ở từng cơ quan tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị. Toàn tỉnh giữ vững tinh thần đổi mới, dám làm, dám nghĩ, dám nói, dám chịu trách nhiệm trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh bền vững, bảo vệ môi trường. Tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng niềm tin của nhân dân với đảng, chính quyền và chế độ. Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra, thời gian qua trên địa bàn cũng nổi lên một số vấn đề cần quan tâm. Đó là tình trạng suy thoái về đạo đức trong một bộ phận cán bộ đảng viên vẫn còn. Một số cán bộ đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo quản lý, đặc biệt là cán bộ cấp phòng thuộc huyện, sở ngành, có biểu hiện sợ sai, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, giải quyết công việc lòng vòng, kéo dài thời gian, dựa vào tập thể, trông chờ vào cấp trên, không quyết liệt xử lý, giảm hiệu quả, hiệu lực quản lý của nhà nước, làm ảnh hưởng đến sự phát triển chung. Các cơ quan đảng chuyển đổi số còn chậm, công tác thông tin truyền thông về các mô hình cách làm hay, kết quả tốt còn thiếu. Chất lượng tiến độ tham mưu một số đề án tờ trình chưa đảm bảo yêu cầu. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các ban xây dựng đảng, đơn vị trực thuộc tỉnh ủy tập trung phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, nâng cao hiệu lực hiệu quả, tiến độ tham mưu để đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức cán bộ, phòng chống tham nhũng tiêu cực suy thoái, đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền, sức chiến đấu của đảng, tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật đảng, bí mật nhà nước. Đặc biệt phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng để nâng cao vai trò trách nhiệm của các tổ chức cơ sở đảng trong việc quản lý, rèn luyện, giáo dục đảng viên. Để thực hiện nhiệm vụ trên, cần tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về những chủ trương, cách làm sáng tạo, mô hình hay, kết quả tốt, chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng của nhân dân, cán bộ, đảng viên, chủ động làm chủ không gian mạng, củng cố lại hình thức tuyên truyền miệng, báo cáo viên trực tiếp. Cùng với đó, phải tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện kỷ luật đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là những đảng viên đi làm ăn xa, công tác trên nhiều địa bàn. Thực hiện rà soát việc thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 13 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát, hướng dẫn, tăng cường trách nhiệm cấp ủy tổ chức đảng ở cơ sở trong công tác kiểm tra giám sát, phát hiện kịp thời các vi phạm của cán bộ đảng viên. Phát huy cao hơn nữa vai trò người đứng đầu trong tiếp công dân, đối thoại, giải quyết các khiếu nại, tố cáo, phản ánh của nhân dân. Đối với công tác dân vận, phải đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát trách nhiệm của chính quyền, lực lượng vũ trang trong việc thực hiện công tác dân vận,
cần có chuyên đề giám sát đối với cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, trong thực hiện phong cách làm việc, khoa học, tập thể, dân chủ, trọng dân, hiểu dân, vì dân, gần dân, bám thực tiễn, nói đi đôi với làm đến cùng, có sản phẩm đo đếm được, phát huy tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính trong các ban xây dựng đảng và đơn vị trực thuộc tỉnh ủy, có cơ chế phối hợp giữa các bên để làm tốt công tác tham mưu chiến lược cho tỉnh.